Tất cả các bạn đến với kênh Bạn Là IT. Hôm nay thì Bạn Là IT sẽ hướng dẫn các bạn giải một cái bài tập trên SVOG có tên là chữ số tận cùng khác không. Tập là như thế nào? Cho một số tự nhiên n với n bé hơn 10^-19, hãy tìm chữ số tận cùng khác không của n đại thừa. Input dòng thứ nhất ghi số n, output là gồm một dòng thứ nhất ghi kết quả tìm được. Vậy bài tập là như thế nào? Với input bằng 5, chẳng hạn bằng 5, chúng ta thấy cái chữ số tận cùng khác không của nó sẽ là 2. Với input bằng 60 chẳng hạn thì cái output của nó sẽ bằng 6, vì chữ số tận cùng của chúng ta không lấy những số 0 mà chúng ta lấy chữ số tận cùng khác không. Vậy để giải bài tập này chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng cái vòng lặp, nhưng nếu như mà chúng ta dùng vòng lặp chúng ta tính dây thừa ấy thì có thể là bị tràn bộ nhớ và cái thuật toán đó có thể là chạy rất là lâu, thì chúng ta không nên sử dụng vòng lặp. Mà đây chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp mới. Nếu n bằng 10, chúng ta gọi bằng a tại vị trí n. N bé hơn 10, chúng ta gọi bằng a tại vị trí n. Thì bằng a tại vị trí n là cái gì? Là cái mà mình tính ở đây là không dây thừa này, thì chúng ta sẽ bằng 1 này. Ví dụ như 6 dây thừa đi, thì chúng ta sẽ là bằng 2. Bằng a ở đây sẽ là cái chữ số tận cùng khác không của n từ 0 đến 9, bởi vì các cái chữ số mà có một số ấy, có một chữ số ấy, thì hiện tại là chúng ta chưa có công thức tính. Chúng ta sẽ làm một cái bảng a này. Nếu như mà ví dụ như n bằng 6, chúng ta gọi a 6 bằng 2, rất đơn giản. Hay n bằng 8, n bằng 8 tức bằng 8 dây thừa, chữ số của nó sẽ bằng 2, chữ số tận cùng của nó sẽ bằng 2, chúng ta gọi a 8 bằng 2, rất đơn giản. Nhưng với n lớn hơn 10 thì chúng ta phải có một cái công thức nào đó để chúng ta tính. Thì chúng ta sẽ tính như sau. Nhất là chúng ta cần phải tìm cái chữ số tận cùng, chữ số hàng chục đó. Tôi sẽ xem chữ số hàng chục của chúng ta là chẵn hay lẻ. Ở đây chữ số hàng chục tức là chữ số thứ hai đấy ạ. Chữ số thứ hai từ bên phải qua bên trái là bằng 0, thì ở đây chúng ta sẽ là số chẵn. Công thức cho chữ số lẻ, chúng ta lấy 4 nhân với a chia n mũ 5 nhân với chữ số tận cùng của n. Công thức của chữ số chẵn là 6 nhân a mũ 5 nhân chữ số tận cùng của n. Đây mình sẽ có demo với n bằng 27. 27 thì chúng ta thấy là chữ số hàng chục là chẵn, thì chúng ta sẽ có công thức cho chữ số chẵn là đây. Chúng ta sẽ áp dụng vào là 6 nhân với a n chia 5 là a của 27 chia 5 nhân với a số tận cùng của n. Số cùng của n chính là cái chữ số này này, là 7. Tức là 6 nhân a mũ 5 nhân a mũ 7. A mũ 5 ở đây chúng ta đã có chưa? A mũ 5 bằng 2, a mũ 7 bằng 4. Thì chúng ta sẽ có 6 nhân 2 nhân 4 bằng 48. 48 nên chúng ta chỉ cần lấy một chữ số tận cùng, output của nó sẽ bằng 8. Với n bằng 33, chúng ta có 4 nhân a 33 chia 5 nhân a 3. 4 nhân 33 chia cho 5, chúng ta lấy phần nguyên ra được 6. Nhân với A3 ở đây chúng ta đã tính là bằng 6. Với cái này các bạn có thể là dùng máy tính các bạn tính, hoặc là mình có thể là để luôn ở cái phần mô tả cho các bạn ấy, các bạn có thể là lấy luôn cho nó nhanh. Thì chúng ta sẽ có 4 nhân 2 nhân 6 bằng 48, chữ số tận cùng là 8. Thế bây giờ ta sẽ đi lập trình để giải quyết cái bài tập này. Trước chúng ta cần phải khai báo thư viện cho ta khai báo một cái bảng A. Đó có thể khai báo là biến cục bộ hoặc là biến địa phương. Như ở đây mình sẽ khai báo là biến cục bộ. Hai này sẽ chứa các cái phần tử, các số có một chữ số từ 0 tới 9 là 1 1 2 6 4, 1 1 2 6 4, 2 2 4 2 8. Chúng ta lập cái hàm là hàm tính sai thừa của n. Ở đây nếu như mà n của chúng ta nào, chúng ta chỉ cần là trả về vị trí là an. Nếu như mà n mà lớn hơn 10, chúng ta phải lấy cái chữ số hàng chục. Lấy chữ số hàng chục chúng ta làm phương pháp sao? Chúng ta lấy n chia nguyên cho 10, cho tiếp đó chúng ta chia dư cho 10. N chia nguyên cho 10 và n chia dư cho 10, nếu các bạn không hiểu thì làm nó là cái gì, đây mình sẽ demo với một cái số là 11582. Nếu như chúng ta chia nguyên cho 10 đúng không ạ, thì chúng ta sẽ còn là 1158.
Nếu chúng ta chia tiếp chia dư tiếp cho 10 thì chúng ta sẽ còn lại là 8. Tức là chúng ta sẽ lấy được cái chữ số ở vị trí thứ hai như thế này. Sau khi lấy được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có phải là số chẵn hay số lẻ. Nếu là số chẵn, chúng ta sẽ lấy ta sẽ áp dụng cái công thức ở trên đây, công thức dành cho số chẵn 6 nhân a nhân n 5 nhân với a chữ số tận cùng của n với gì tương 6 nhân với tính giai thừa của n và sinh chia chữ số tận cùng nhé, nên các bạn phải chia 10 chia đây. Đúng công thức ạ, 6 nhân với n trên 5 nhân với a n trên 10. Các bạn có thắc mắc tại sao lại mình lại gọi như thế này như kiểu hàm định quy không ạ? Ví dụ như là bây giờ mình có 300 mình chia cho 5 thì sẽ là 60. 60 nó sẽ tiếp tục nó gọi lại cái hàm này, nó tính theo công thức cũ. Nên khi lúc nào mà n nó bé hơn 10 thì thôi. Nếu là số lẻ chúng ta cũng sẽ gì tới theo công thức là 4 với tính giai thừa của 5 n trên 5 nhân với lại a của n trên 10. Chúng ta sẽ ở đây là chia đưa cho 10 sạc hết hạn có số nằm lên, chúng ta hãy báo n một n xuất ra tính sai thừa của đây. Chúng ta sẽ chạy test với số n là bằng 36, chúng ta có chữ số tận cùng là 2. Sử dụng công cụ tính sai thừa chúng ta tính 36 có chữ số tận cùng là 2, hoàn toàn chính xác. Bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ nộp bài lên SPOG để SPOG kiểm tra cái bài của chúng ta là nó đã đúng chưa. Đây ngôn ngữ là chọn sẵn là C cộng cộng 14, chúng ta bấm nộp bài. Các bạn thấy máy nó đang chạy test đấy ạ, sẽ biên dịch và chạy test. Chúng ta chạy được 3 test rồi, 6 test rồi, 9 test rồi. Các bạn chờ một chút để nó chạy test cuối. Chấp nhận bạn làm là đúng. Mình sẽ để lại cái code này, file code này và một cái trang là cái bài này bằng tiếng Anh, các bạn có thể vào đó để đọc. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với xem video này. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.